fan cuồng bị kích động khiến Như Quỳnh khó có thể quay trở lại Paris by Night khi mà sự vị tha của bà Majito cũng chỉ có giới hạn. Vừa qua, nữ ca sĩ hải ngoại Như Quỳnh đã có một đêm diễn cực kỳ thành công tại Việt Nam với mong muốn mang đến cho khán giả trong nước một show vừa hiện đại vừa truyền thống, mang đậm phong cách Paris by Night. Ekip của ca sĩ Như Quỳnh đã tạo nên một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc không thua kém gì hải ngoại. Trải dài suốt 4 tiếng là các ca khúc về mùa xuân, tình yêu học trò, tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương, gồm nhiều thể loại như bolero, nhạc trữ tình, nhạc trẻ. May mắn vì không có sự xuất hiện của ban nhạc nổi tiếng với vũ điệu cha cha cha. Nhịp điệu cha cha cha. Nên đêm nhạc đã thành công vượt sức mong đợi. Hầu hết bài hát trong show diễn đều được nhạc sĩ Tùng Châu hòa âm, tạo nên một tổng thể âm nhạc kết nối chặt chẽ. Ngoài sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ trong nước, Như Quỳnh còn mời về dàn sao từng vang danh hải ngoại như Trường Vũ, MC Kỳ Duyên, Quang Lê, Thanh Hà. Họ đều được xem là những nhân tố chính của trung tâm Thúy Nga. Nhận xét một cách tổng thể, đêm diễn của Như Quỳnh giống như một sân khấu Paris by Night thu nhỏ, từ dàn nghệ sĩ, các chương trình tạp kỹ, concept nội dung, ngay cả các khán giả ủng hộ, phần lớn cũng là fan của Thúy Nga Paris by Night. Mọi chuyện đang diễn ra hết sức bình thường, cho đến khi đại diện tại Việt Nam của trung tâm Thúy Nga đăng một dòng trạng thái nhấn mạnh: "Chị Majito ơi, em tự hào vì mình là người của Thúy Nga, vì Thúy Nga là chuẩn mực cho người ta bắt chước và ăn cắp." Dù không nói rõ sự việc, nhưng chỉ sau khi nội dung được đăng tải ít phút, hàng loạt những bình luận công kích đã xuất hiện ngay bên dưới, cho rằng nữ đại diện đang xỉa sói, đâm chọt Như Quỳnh và nhạc sĩ Tùng Châu trong live show của Như Quỳnh. Nhạc sĩ Tùng Châu nổi tiếng với vai trò hòa âm cho các ca khúc thuộc hàng top hits mà trung tâm Thúy Nga đã từng thực hiện trên sân khấu Paris by Night. Nhạc do anh hòa âm đã vượt ra khỏi mọi ranh giới mà người nghe có thể tưởng tượng được. Có lúc êm dịu như dòng suối, có lúc hùng hồn như trường ca, có khi lại rất đậm tình quê hương. Cái nét hòa âm tranh sáo bầu đậm chất quê hương ấy, những tưởng chỉ có thể dùng cho những nhạc phẩm dân ca, nhưng qua bàn tay phù thủy của Tùng Châu, ngay cả những bài nhạc trẻ cũng rất trữ tình, khiến cho người nghe cảm thấy mới lạ, phá cách đúng với tinh thần âm nhạc không biên giới. Người trong cuộc thì vẫn giữ động thái im lặng, nhưng dường như một số người hâm mộ thì đang quá khích, đôi khi lại gây mất hòa khí giữa hai bên. Những người này đa số đều là những khán giả trẻ tuổi, sẵn sàng bảo vệ thần tượng bằng mọi giá, trước cả khi phân tích xem ai đúng ai sai. Gần đây nhất, trong phần giới thiệu cuốn Paris by Night số 136, Như Quỳnh vẫn tham dự trong đoạn video live stream có bà Majito. Hai người vẫn dành cho nhau những lời có cánh, kể lại những kỷ niệm đã cùng nhau trải qua trên sân khấu. Bà Majito còn gọi nữ ca sĩ một cách thân mật là hoàng hậu. Như Quỳnh cũng phải thừa nhận một điều rằng, nhờ được bà Majito nâng đỡ thì mới có được thành công ngày hôm nay. Ngay cả trong cuốn Paris by Night số 137, bà Majito vẫn ưu ái khi dành một vị trí đặc biệt cho nữ ca sĩ. Nếu như giữa hai người có những nút thắt thật sự thì họ đã không thể bày tỏ cho đối phương một sự chân thành đến vậy. Phải nhận thấy rằng, trong đêm diễn còn xuất hiện rất nhiều những gương mặt gạo cội của Paris by Night, đặc biệt là MC Kỳ Duyên, một người được coi là linh hồn của trung tâm Thúy Nga. Vậy chắc chắn, bà Majito vẫn giữ quan điểm ủng hộ việc các ca sĩ của mình tổ chức chương trình tại Việt Nam, hoặc ít nhất là không gây khó dễ như các fan của Như Quỳnh vẫn suy nghĩ. Bởi vì với sức ảnh hưởng của bà Majito tại hải ngoại, chỉ cần bà lắc đầu, không ca sĩ hải ngoại nào dám có mặt tại đêm diễn của Như Quỳnh. Vì đối với họ và ngay cả Như Quỳnh, bà Majito như một người chị, một người mẹ, một người có thể quyết định vận mệnh sự nghiệp của họ. Tuy không đại diện cho tất cả các fan của nghệ sĩ Như Quỳnh, nhưng những kẻ quá khích đang hành động không đúng, ảnh hưởng đến chính ca sĩ Như Quỳnh. Hoặc có thể họ đang bị giật dây bởi những đối tượng muốn chia rẽ sự đoàn kết của những nghệ sĩ tại Thúy Nga. Vì nếu mọi chuyện đi quá xa, ca sĩ và trung tâm rất khó để hợp tác lại với nhau. Như Quỳnh cũng rất ngượng ngùng khi đứng trên sân khấu của Thúy Nga, sự vị tha của bà Majito cũng chỉ có giới hạn. Trước đó, tháng 11 năm 2022, Như Quỳnh tổ chức show diễn đầu tiên tại Sài Gòn và một trong những người quen của Như Quỳnh đã gây ra mâu thuẫn với Tô Ngọc Thủy bằng cách vu khống CEO trung tâm Thúy Nga đã gây cản trở quá trình thực hiện live show này. Có thể bắt nguồn từ việc bà Majito lên tiếng nhắc nhở Như Quỳnh sao lại không dám nhắc tên của trung tâm mà phải dùng từ sân khấu hải ngoại. Nhưng thực chất ca sĩ Như Quỳnh không sử dụng mạng xã hội, fanpage Như Quỳnh là do người đại diện của cô trực tiếp quản lý. Tuy nhiên ngay sau đó, dòng trạng thái cũng đã được tự giác chỉnh sửa để làm dịu xuống những bất đồng. Đấy cũng được xem là phải đạo, vì người Việt Nam ta luôn có truyền thống uống nước nhớ nguồn. Dưới dòng bình luận, vị đại diện của trung tâm Thúy Nga tại Việt Nam còn kể lại việc mình đã phải năn nỉ một người em đừng bỏ show, vì dù có bỏ show vì một lý do nào đó, khán giả lại tự viễn tưởng ra sự việc bị chính cô xúi giục. Mối quan hệ của hai người bị nghi ngờ rạn nứt từ thời điểm này, dù trước đó chỉ 7 tháng, khi em trai của cô, nhà thiết kế thời trang Tường Khuê qua đời,
Trung tâm Thúy Nga còn dành một sự ưu ái khi đăng tải lại phần trình diện áo dài tường khoe trong Paris by Night 84 kèm theo phỏng vấn hậu trường nhằm tưởng nhớ đến anh. Ngay cả các fan của ca sĩ như Quỳnh lúc đó cũng tỏ thái độ rất bất bình về hành động này, khi cho rằng đội ngũ ekip và quản lý của ca sĩ như Quỳnh tại Việt Nam có chuyên môn quá kém, khiến mối quan hệ giữa bà Majito và nữ ca sĩ ngày một căng thẳng hơn. Một mối quan hệ từng khiến bao nhiêu người trong giới phải ghen tị, nếu gọi là tri kỷ trong nghệ thuật thì cũng không hề nói quá. Thế nhưng một số fan vẫn công kích, dành những từ ngữ không hay dành cho bà. Không để sự việc đi quá xa, bà chỉ đăng một dòng trạng thái thay cho lời cảnh tỉnh. Hãy cứ là fan, đừng thay đổi, mọi thứ sẽ qua. Còn về phía hai người, họ vẫn giữ một mối quan hệ tốt đẹp. Khán giả hải ngoại cũng ngày càng mất thiện cảm hơn với nữ ca sĩ, sau quá nhiều những sự việc xảy ra không đáng có. Nhưng họ cũng dần thông cảm với cô vì nếu còn ở Mỹ, như Quỳnh sẽ dần mất đi đất dựng võ, khi lượng khán giả trung niên yêu dòng nhạc quê hương đã không còn nhiều, trong khi đó ở Việt Nam, lượng fan đó vẫn rất hùng hậu. Như Quỳnh bắt đầu nổi tiếng tại hải ngoại từ trung tâm Asia với ca khúc Người tình mùa đông. Nhạc phẩm tiếp theo mang tên Chuyện hoa sim do cố nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác dành riêng cho giọng hát đặc biệt này giúp khán giả thần tượng cô nhiều hơn. Năm 1996, hết hạn hợp đồng với trung tâm Asia, cô chuyển sang gia nhập trung tâm Thúy Nga và được phỏng vấn ngay trước khán giả vào lần đầu tiên xuất hiện. Trong những chương trình Paris by Night đầu tiên, cô được biểu diễn 2 lần trong một chương trình, thậm chí là 3 lần trong cùng một chương trình, khiến các ca sĩ khác cũng phải ghen tị. Có thể nói kể từ khi cộng tác với trung tâm Thúy Nga, sự nổi tiếng của Như Quỳnh tiếp tục tăng theo cấp số nhân và hơn cả như thế nữa. Trong thời gian này, cô đã trở thành một trong những nghệ sĩ có nhiều đóng góp nhất cho thư viện âm nhạc của trung tâm Thúy Nga. Năm 2007, cô xuất hiện trong chương trình Paris by Night 89 với ca khúc Mơ trên quê hương sáng tác bởi nhạc sĩ Minh Châu. Sau lần xuất hiện đó, cô quyết định quay trở về với trung tâm Asia vốn là mái trường cũ của mình. Đây là một cú sốc đối với nhiều người hâm mộ và khán giả từ khắp thế giới. Như Quỳnh đã xuất hiện trở lại trong Paris by Night 98. Cô chính là người đầu tiên và là người thể hiện thành công nhất ca khúc Duyên phận của nhạc sĩ Thái Thịnh trong chương trình Paris by Night 99 và ca khúc đó sau này đã trở thành hiện tượng âm nhạc đình đám trong nước. Kể từ đó, cô luôn xuất hiện trong các chương trình Paris by Night. Đứng trên sân khấu của Thúy Nga, Như Quỳnh thực sự được vinh danh là huyền thoại âm nhạc bolero bởi những người yêu thích nhạc vàng trong nước. Cảm nhận được tình cảm của khán giả trong nước, Như Quỳnh đã quay về Việt Nam và hoạt động chính thức tại đây sau 20 năm lưu lạc xứ người. Cô phục vụ khán giả trong nước qua các live show và từng tham gia làm huấn luyện viên trong chương trình Thần tượng Bolero mùa thứ 3. Tuy nhiên cô vẫn tham gia các chương trình tại hải ngoại mỗi khi có lời mời. Có thể nhận thấy, lần xung đột lần này chỉ như một giọt nước nhỏ vì người trong cuộc không hề lên tiếng. Tất cả chỉ là sự ngộ nhận của các fan quá khích. Nhưng người xưa vẫn thường nhắc nhở hậu thế, đừng coi thường sức mạnh của một giọt nước nếu như giọt nước ấy lại là giọt nước tràn ly. Các fan của cả hai bên nên giữ hòa khí, bớt công kích lẫn nhau để gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người. Trên đây chỉ là góc nhìn thiển cận nhưng khách quan của lịch sử hải ngoại. Nếu các bạn có cao kiến gì khác, hãy để lại nhận xét dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại các khán thính giả ở những nội dung tiếp theo.